ông Ultimate thì tôi Sharuden. Được, mình nghĩ là Slug khá ổn này. Bây giờ là Unique pick con gì thôi. Thì Na'Vi sẽ thay đổi nhẹ nhàng một chút. Có thể là đang phân vân giữa Slug và một con hero nào đấy. PA chẳng hạn. Nào, Unique là người phải pick trước. Vâng, và đó là DP. DP đi mid để đi cái con Doom này dễ hơn. Và Park sẽ đi off. Park đi off không phải là một matchup quá mạnh. Park cộng Nick Anasin. Nào, cân nhắc. Slug không? Nếu mà đi cùng Park sẽ là một con tương tay dài. Slug sẽ hơi yếu thế một chút. Đồng đội thì là Phoenix sắp 5. Lên này hơi yếu đấy nếu mà pick Slug. Hay là pick một con khỏe khỏe đấy. Lycan. Ok. Nào, mặc dù là trông thì có vẻ như là Unique không sợ cái con Lycan này cho lắm. Nhưng mà Na'Vi nếu họ họ có thể làm tốt thì đây là map sở thú các bạn ạ. General có Beastmaster Doom trong tay của Ibert, Vi'Thun cầm Lycan. Trông là thấy nhiều aura rồi. Doom thì auto là sẽ có cho mình cái Backleader aura của con trâu sói trong rừng. Đấy, cộng thêm 30% đam. Lycan lại búp đam lên nữa. Zero lại búp tốc đánh lên nữa. Một lát sở thú. Và để xem là Na'Vi có thể chiến thắng Unique ở trong game đấu đầu tiên được hay không. Wow, logo SL vẫn là rất đẹp các bạn ạ. Phải công nhận. Ui, ui nhìn đến Shiver phê thế. À, chết chết. Đi trường quay đẹp quá. Vâng, bên cạnh Shiver thì đó là vị trí của Capitalist cũng như là Moshi Moshi. Moshi Moshi thì cũng phải đánh giá thật là một ca từ cát rất là hay các bạn ạ. Nếu mà các bạn chỉ nghe giọng thôi. Tất nhiên là được cái này thì mất cái kia. Moshi Moshi thì không có một cái ngoại hình nó ổn áp cho lắm. Nhưng mà được cái là chị này cát rất là hay. Đó là lý do vì sao mà thường được mời. Bạn Hùng Trần thì có chia sẻ là Việt Nam sắp tổ chức giải Dota. Nếu mà là anh em có hóng ở trong mấy mấy group cộng đồng thì chắc là các bạn biết. Cái giải mà tổ chức ở Đà Nẵng đúng không? Ngày 27, 28 gì đấy. WGC Caster bên mình thì có đi. Với danh phận là player. Chán đời. Mang tiếng Caster xong rồi đến giải đánh như player ạ. Thôi cũng được. Cho nó đi đánh cho nó vui. Tôi thì cũng có giữ gì đâu. Thế mà là cái giải đấy cũng được phết các bạn ạ. Đánh ở villa gì đấy. Rồi. Từ bé giờ toàn ở nhà cấp 4. Chả biết villa là cái gì. Nào giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào màn hình in game thôi. Vậy là Carter của trận đấu này. Đó là OD Fixel. Nào vào game được các bạn. Đã bắt đối tàu rồi à? Xong rồi anh ơi. Lừa à? Tưởng hết trận kia rồi. 15 phút mới đến trận này chứ. Lô anh em. Ui, ngay lập tức có đánh nhau ở đây và Vi'Thun thôi chết rồi. Với 5 người thế này thì Vi'Thun không thể nào mà sống sót lùi về được. Một mạng đầu tiên dành cho bên phía của team Unique. Thế hôm nay là em đây là cắt trận thứ 3 rồi à? Đúng. Hôm nay là em đang làm thử thách cát 12 tiếng liên tục anh ạ. Em ơi, hôm qua anh chơi game 12 tiếng mà. Hôm qua 8 giờ sáng mới về. Ui, cái gì thế? Đầu tiên là tại cái trận bo ba kia nó delay. Không phải là 12 giờ mà là 2 rưỡi mới đánh. Xong rồi nó lại còn đánh 3 game lâu nữa. 3 game lâu, xong rồi chơi thêm Dota nữa. Anh phải lo sức khỏe cho mình đi. Em ơi, thật ra thì đấy người ta gọi là vật chất quyết định ý thức. Tự nhiên các bạn lại bảo là chơi mấy game bắt chơi thì bạn donate cho thì... Đây, hôm nay em thấy là bạn ấy hỏi trên kênh đấy. Bạn... Hôm nay thì không biết là như nào bởi vì thật sự thì... Đấy, lịch hôm nay rất là kín anh em ạ.
Mới đầu thì bọn mình cũng định cát 3 cái thôi, nhưng mà có trận B8 anh em yêu cầu. Xong rồi các bạn lại yêu cầu là cát. Thế là tôi biết là có trận B8 các bạn yêu cầu là kiểu gì ôi sẽ cát thêm trận đấy. Đồng ý là cát B8 cuốn anh ạ. Xem cuốn dã man. Vừa rồi là anh cũng nấn ná ở nhà lâu bởi vì xem cái đoạn lật kèo. Thế là kèo quấn quá. Cũng định lên rồi nhưng mà thấy tự nhiên B8 lật kèo thế là bị quấn quá thế là xem thêm một đoạn. Trận đấu này thì đang có một chút bao à. Thế bảo sao tự nhiên chiều nay thì có bạn hỏi. Đấy cứ bảo là bất chờ 2/3 donate 500k thì tôi cũng hỏi lại là anh em nói rõ ra thì mình mới hiểu được. Hóa ra là kèo với súp hiếu các bạn ạ. Quấn mà chơi được bị quấn. Xem nào, là vì nhìn cái lắp của họ là không muốn một trận đấu lâu rồi. À, Lycan Saman. Vậy là bạn Hùng Trần thì có vừa đưa cái thông tin đó là tức là chúng ta chuẩn bị có giải Dota 2. Thực ra cái này là do vừa rồi các bạn ạ là Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam ấy cũng có gọi là thông báo rằng là bây giờ thì họ sẽ tham gia nhiều hơn vào cái việc là phát triển cái nền eSports Việt Nam. Tức là họ sẽ là ban tổ chức giải. Họ ít ra họ cũng phải là người cung cấp cái tiền để có thể cho những bên khác làm giải. Đấy. Thì những cái tựa game mà được làm giải thì có Liên Minh Tốc Chiến, Liên Quân, nói chung là nhiều lắm. Free Fire các thứ đầy đủ. Tốc Chiến, Liên Quân. Và trong đó có Dota 2. Thì có thể là cái thông tin mà bạn Hùng Trần đang đưa ra là đến từ cái đấy, Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam. Phải chờ đợi nó thật sự là có đã. Và thôi chúng ta sẽ tập trung vào cái trận đấu này. Đây mà cảm giác trận đấu rất là hay. CSGO thì hình như là vì cái kiểu game bắn súng, bắn súng té máu các thứ ấy, người ta lại không ham lắm. Không biết như nào. Việt Nam thì anh em biết rồi, game bắn súng thì đấy, headshot thì phải biến thành quả táo là anh em biết rồi đấy. Lấy đâu ra mấy củ. Anh em thông tin. Wow, Sema có một cái set CM rất là đẹp và hình như anh ta có hiệu ứng của cái Halloween đó. Halloween. Ui. Chất. Cái này là hết season vẫn còn rồi anh. Hết season vẫn còn. Vẫn đang còn, có lẽ phải dùng một thời gian chứ, chẳng lẽ đã hết luôn. Chắc là nó giống cái emblem kiểu mọi người kiếm được ở TI đấy. Kéo mid này thì kéo bắt cả Doom thì Ibert anh ta đánh nhiều rồi. Thậm chí là Ibert cầm bắt này còn hành được cả chính xác cầm Doom còn hành được cả bắt của top săn mà. Thế là sẽ là đơn giản dành cho Doom của Ibert thôi. Chiều nay thì có bạn hỏi về cái quả bất chờ của Super Hero nhưng mà mình cũng không nhớ. Khổ quá, bây giờ trên kênh anh em nhiều người mà. Mình thì chỉ có một mình thôi, làm sao mà nhớ được hết. Nào, deny được cho mình cái Senchi đến từ bên phía Xeoma. Ở trận đấu này thì anh đánh giá sao về lap của cả hai team của anh? Anh thì đang cảm thấy thích Navi. Navi. Bởi vì rõ ràng là lap của Navi là đang treo cái thiếu hướng là endgame sớm. Beatmaster Lycan Saman sở thú gaming. Thua còn bát phát là mất nhà luôn. Và đặc biệt có một điều quan trọng là ở cái thời điểm đầu game thì cái ulti của Luna nó đang mạnh thì gặp Lycan, gặp Beatmaster thì là đam nó bị xé hết vào những con đệ rồi. Hôm qua thì có bạn Hoàng Nguyễn, đúng rồi, quả kèo đấy là được 2 triệu. Bởi đâu là 3 game bắt chơ. Nếu mà thắng được 2 game thì được 5 lốp. Xong rồi bạn ấy bảo là thắng được game 3 thì nếu mà nhận kèo game 3 thì thắng thì được thành 1 triệu. Thua thì không được gì. Anh thì sẵn sàng, anh trong người có sẵn tính gọi là Odin. Đáp bờ đấy chết. Ờ. Chơi thôi, sợ cái gì. Thế là đánh 3 game thắng cả 3. Ừ. Ôi, được anh ơi. Nhưng mà đánh với anh đúng không? Đánh với anh đàng hoàng. Được anh ơi. Đánh uy tín luôn. Thế là cuối cùng là bạn ấy có donate không? Có, uy tín. Được. Nhưng mà công nhận là xu yếu thì chắc là cũng phải đánh banh cuốn. Chứ không làm sao mà thắng được. Trận 1, trận 2 thì còn trận 3 thì dạng hàng. Nhưng mà thì cũng phải có lúc này lúc kia. Trận 3 dạng hàng. Phải nói thật là cái con bất chơi thì nó cũng khó chơi. Bây giờ bảo chơi bất chơi đánh rank các bạn ạ. Hên chu lắm. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này. Chị nhà đang hỏi Xiên. Không biết nhá. Không biết gì nhá. Làm gì có tiền nào nhở. Từ nãy giờ bọn tôi đang nói về game đâu. Bởi anh em cay thế nhở. Lộ hết cả. Mãi mới được gọi là vài đồng dắt lưng. Phòng hờ khi nào gọi là đi đường thì thủng xăm sủng lốp. Đúng rồi. Bây giờ các bạn có hiểu cái khoản tiền gọi là tiền phòng thân không? Đây. Đi đường thủng xăm thủng xiếc hết xăng thì còn có tiền đổ. Chán anh em lắm, chả giúp được cái gì. Quan phá. Phút thứ 5.
Và đội bounty nằm trong tay của Unique đó là... Các bạn có thể nhìn thấy cái số lượng tiền 5 rune. Ôi, tổng từ đâu giờ họ có 5 rune rồi. Rất tuyệt vời. À, 6 rồi. Mình nhìn nhầm. 6. Unique đang làm tốt hơn trong việc tranh cho mình những cái rune bounty. Rất rồi. Mà... Nào, một cú... Giật Lucian Beam đến từ Palatimos thì anh ta lại cancel và dưới bot thì Ongoing gonna fly. Kịp bay đi, ok. Thì bây giờ có vẻ như con Stick vẫn đang quẩy khá nhiệt ở đây. Team Mavi này thì là một trong những team mà mình rất nhớ, bởi vì cái anh chàng Ongoing gonna fly là nghiện chơi Phượng Hoàng sắp năm mà đánh rất là tốt. Lượng đam, wow, không đủ. Thì mà Big Nam cũng đã cẩn thận sử dụng cả stun để có thể bảo vệ cho con Stick rồi. Trên này thì Saman con sơ tích, cái lượng máu anh ta đang rất thấp, một beam không đủ. Thì một beam không đủ, đánh tay cũng không đủ. Và Sema chắc là người đầu tiên mà đập xuống thôi. Một hit đánh, một hit nữa. Đúng rồi, tính toán rồi. Và là Timoth thì sao? Anh ta về được. Nhưng lượng máu còn rất thấp. Cảm giác Saman lên đồ cũng cẩn thận đấy. Anh ta vừa có sơ tích, nhưng mà lúc đấy là Tommy về chưa anh? Tommy về lâu rồi, Tommy hôm qua nó cắt được đúng một game. Xong nó chết luôn, thậm chí nó chỉ cắt được nửa game thôi, nó đã chết rồi. Sao anh thế, anh phải thay Khánh vào. Thế anh không nhắn cho em. Thôi thằng em thì thi thoảng nó cũng dễ dàng thôi, thay nó. Nào bây giờ thì Beastmaster chính là Lycan đang bị giữ chân lại Drip Coin. Sao đây, quá khó để có thể di chuyển ra ngoài. Vito chỉ thêm một lần đẩy ọp nữa thôi là chết. Một hit đánh tay. Ok, bây giờ ăn đùm rồi, làm sao để về nhở. Hai anh em anh này, Pikachu và Ibot này. Hai ông này, hai anh em anh ạ. Hai anh em. Anh cũng nhớ. Ibert là anh. Huynh đệ tức càng à? Thế thì mày là em thì mày phải nhớ anh rồi. Chuẩn chỉ là hai anh em ruột luôn. Hai anh em ruột luôn các bạn ạ. Đây. Vâng, mặt mũi của General. Hơi tiêu. Vẫn cố gắng. Vâng, anh ta đang xúc kinh được này. Wow. Rất bình tĩnh đến từ General. Ui, rất là cảm ơn DTL với cú bật cam này. Tuyệt vời quá. Tôi thì tôi thích nhất là in-game mà được xem cam của player các bạn ạ. Hay đấy, sống sót lùi về với lượng máu là cực kỳ thấp. General thì mình vẫn nhớ là một thanh niên khá là đẹp trai, nên là mặc dù lâu lắm rồi không nhìn thấy nhưng mà mình vẫn nhận ra. Mặt mũi của mấy ông Na'Vi thì anh cũng nhớ. Ibert em nhớ này, General, Vito không nhớ lắm. Vito trông như nào nhỉ? Mặt hơi sẹo một chút. Hơi sẹo à? Ui, giang hồ à? Không, bị kiểu như là bị mụn miệng các thứ đấy. Ok. Bị mụn thì bảo hơi sẹo. Cái anh thật thành sẹo. Ok. Nào trước mặt các bạn thì đó là ai đây? Tôi chưa kịp nhìn. Bạn ơi, chỉnh cái cam cao lên một tí. Nhìn cho nó rõ. Bạn đấy là Ongoing Wanna Fly. Còn dưới này, chính xác là trên top này sao Slayer máu rất thấp nhưng Bắc đang đến rồi. Coi hai người. Beastmaster là người đầu tiên phải đạp xuống và tiếp theo sẽ là Saban rồi. Cố gắng trói lại nhưng cũng chỉ để là giữ chân. Ok. Đó là double kill dành cho Palatibot. Một con Luna. Trận đấu này thì có lẽ là sẽ đi theo cái đường đánh tay thôi. Team bạn có quá nhiều đệ để có thể anh ta bui theo kiểu là cậy xanh với cả refresh off. 6-4 là tỷ số hiện tại và Unique đang làm rất tốt. Lấy cho mình hai mạng. Vitoon cố gắng dí theo Ghostic và sẽ là được thôi nhở. Những cú đấm cuối cùng và crit nào. Vâng, đúng như tôi đã nói, crit 137. 6-5. Một trận đấu nó đang diễn ra với tốc độ tương đối cao. Cả hai team thì không hề ngại va chạm, cứ lao vào nhau thôi. Ngày hôm qua thì mình cũng rất ấn tượng với cả cái con Nick Asin của Lưu. Gần như là stun không trượt phát nào luôn. Ui. Mà toàn stun 2, cả stun 3 nhá. Mà chính Lưu là Nick Asin là stun khó. Lưu hôm qua đánh hay, dã man em ạ. Stun chỉ chuẩn. Ibert trống. Cái trống này thì bây giờ lên theo cái công thức mới. Đúng rồi. Nó không còn cái regen nữa. Mà bây giờ được cái là có, nếu mà không nhớ không nhầm là 8 chạc. 8 chạc anh ạ. 8 chạc bấm có thể thoải mái. Đợt trước thì coi như là dùng được từ đầu game đến khoảng tầm cuối mid game. Đúng, cuối mid game. Đợt trước thì tầm khoảng độ mid game là hết rồi. Dùng 6 phút 30 là hết rồi. 6 chạc được bao nhiêu đâu. Thế là được rồi, em nghĩ là một cái item để dùng hết xong đó là bán đi. Bây giờ thì cố gắng zone down người Phoenix được rồi. Unique có cho mình mạng số 7. Vì tôi có lẽ nên di chuyển đi một cái khu vực khác đi. Không nên đứng ở đây chảy cố làm gì cả. Những đồng đội đã teleport ra mà họ muốn đép. Họ muốn đép, họ có Doom. Nhưng mà vấn đề là Lycan không có ultimate. Chơi kiểu gì nhở? Vâng, một cái Eclipse được cắt ra nó không quá đau. Hình như là chỉ có 2 điểm hay là 3 điểm Lucian Beam. Anh có thể check cho em được không? Check là sao được. Quên mất. Đang cắt Clean Fit các bạn ạ. Nào, 5 thành viên đến từ bên phía Unique có mặt ở đây rồi.
Và có vẻ như Ibert lành ít giữ nhiều. Đồng đội ơi, đồng đội không thể nào mà cứu được Ibert đâu. Và tiếp theo sẽ là vị trí của Lycan chẳng. Vitu là cố gắng phản kháng với những con đệm và có stick. Anh ta phải nằm xuống rồi. Platimos bị slow lại bởi Icarus die. Và bây giờ thêm một đen kho nữa chẳng. Hay chỉ là Fire Spirit. Dù thế nào thì anh ta vẫn phải chết thôi. Wow. Hai mạng nằm xuống đến từ Unix. Na'Vi đánh hay thế nhở. Cái việc mà Unix tràn lên. Bởi vì trước đó Na'Vi đã sử dụng quả trứng của Phượng Hoàng. Cũng như là cái form của Lycan rồi. Nhưng mà bằng một cách nào đó Na'Vi không hề có ulti. Roger đang di chuyển theo sau Pikachu với Runin V. Và đây rồi. Chói lại. Chết. Có một cú đô nữa. Chắc chắn phải có đô. Đấy, chết rồi. Thật sự Na'Vi đang xử lý quá tốt. Họ không có những cái ulti nhưng vẫn có thể lật ngược được combat. Ở đây stun trượt và khả năng cao là Beastmaster vẫn phải chết thôi. Chứng được ra là quá đẹp. Hai thành viên của Unix chạy trốn chết thì không được đâu. Hai người bị giữ chân lại bởi Supernova và Killing Spree dành ongoing on the fly. Chỉ mình xem mà thôi, Vision View là khá đẹp đấy. Bên phía của team Na'Vi vẫn đang tìm cách để có thể vào. Đây rồi. Hack một cú là xong. Hack một phát là xong. Tạm biệt Chamber. Na'Vi rõ ràng là một lab mà họ phối hợp với nhau chuẩn chỉ hơn. Rõ ràng Unix họ có bát hay hơn. Mặc đúng. Dù là từng có một trận đấu mà Unix thắng đấy thì mặt Vitu đấy sẹo sẹo đúng không? Đúng. Đây là Vitu này anh em ạ. Vitu. Tóc xoăn, da hơi ngăm ngăm đen một chút. Nên chắc là hình như là người Brazil anh. Trông giống người Brazil phết. Tức là không giống lắm là mấy ông CS Nga, nước Nga chắc là có like tí. Chắc là có like. Unix em nhớ nhầm là từng thắng Secret hay không? Đúng không? Hay là team nào khác nhỉ? Có phải Unix không nhỉ? Bạn nào trên cái chat này có thể nhắc lại cho mình không nhỉ? Nhớ. Hình như là Unix. Mình nhớ là Unix mà. Vâng, đây là book 3 rồi, Sele ơi. Vâng, xe ma bị cắn khá đau, xe ma mà đập xuống. Hit bắn cuối cùng của con book tay dài. Book hình như xanh. Đây là xe ma anh ạ. Tại vì ESL đang cố gắng cắt cam của hai người đối diện với nhau. Xe ma vậy và anh chàng Vitoon. Cá nhân anh thì không nhớ rõ mặt của Sema lắm, nhưng mà Sema thì tương đối già, chắc là đúng. Có rô vào. Vào người của Luna xong. Rồi. Và tầm này, một cái lab sở thú, họ chỉ cần stick với nhau thôi là quá khỏe. Tuy là lab sở thú nhưng mà bên phía Na'Vi đang gank rất là hiệu quả. Beastmaster đi với Doom, Phượng đi với cả Lycan và họ đang gank lẻ rất là tốt. Con đệ của Lycan bây giờ rất khỏe. Khó chịu nha. Không cần đứng cạnh cái con Lycan chính làm gì cả. Vẫn có cho mình cái bát ship. Hai cái book 3 khi mà Zenro cũng đang hướng đến rồi. Đúng là sở thú găng minh rồi. Hai book 3. Và tôi sẽ không lạ nếu mà mấy ông này lên kiểu thêm một cái Vla nữa. Vla AC. Vla AC. Úi dồi ôi. Nào Physic Field ra những audio là fly con cho mình đó. Supernova up luôn ừ. Hơi mạo hiểm. Nhưng đối phương còn phá được hay không? Không phá được rồi, chó đang chạy đến, cậu vàng đến rồi! Xem mà là cố gắng lùi lại nhưng Physic Field là không còn. Và thế là hết. Mega kill dành cho Vitoon. Vâng, một cái cảnh tượng nó quá dã man đi. Một con Lycan lùa theo một con CM thì thôi. Thêm cả đàn đệ thì không biết là chạy kiểu gì. Hiện tại thì CM đang đứng top ở cái số lần chết. 5 lần. 13 phút chết 5 lần, tức là trung bình là khoảng 2 phút là chết một lần. 5k rồi. Tại sao không phải là một cái mặt nạ điên nhỉ? Em nghĩ là một cái mặt nạ điên nó sẽ búp cái tốc độ farm lên rất là nhiều ấy. Có lẽ anh ta muốn có một cái manta, thật ra thì mặt nạ điên thì sẽ chậm lên manta. Có manta đẩy lên, combat sẽ khỏe hơn. Tầm này thì không có nhiều thời gian để farm. Đúng. Thế nên anh ta muốn có cho mình một cái manta sớm nhất. Thì bạn gì đã là một lab stick boost rồi. Phoenix nhìn thấy rất xanh. Đã có cho mình một cái áo choàng Harry Potter rồi. Glimmer Cape. Rồi, trói được vào người DLC nhưng bị silent lại. Không sao cả, Big Tom vẫn nằm xuống rồi. Xung quanh toàn là rắn. Mấy con rắn này thì không bị phản đam. Ông có bật gai cả ngày cũng thế. Năm k rồi. Na'Vi đúng là vẫn đang rất mạnh. Họ kích thích cho mình cái phiên bản
trước bằng một chiến thắng chung kết 3-2 trước OG. Và ở phiên bản mới này thì trông có vẻ như là Navi thì họ vẫn bắt nhịp được. 14 phút 31 giây, 3 giây là con số mà Ibert nhanh hơn so với những người khác. 3 giây không đáng kể. Và ok, quan trọng nhất là đã có BKB rồi. Tầm này thì thấy Luna thì cứ lao vào rồi. Cái BKB sẽ khiến cho cái con Doom này không bị ngắt nhịp bởi Nick Assassin nữa. Bởi vì Nick khi này, bật cái chân Luna lửa này, này, CM này, rất nhiều thứ. Đây. Vâng, trước mặt các bạn có Ibert, anh là cột, anh ta muốn chơi Big 5. Sổ vào thôi chứ còn gì nữa. Nào, Lab sở thú và có cho mình đó là một cái trung dài. Thấy được cả Nick với cả vị trí của anh trong phần là một điều đó. Một cú drip coin và ngay lập tức Lycan nằm xuống. Nào, Ibert chỉ còn một mình và chơi kiểu gì đây? Đùi một người Palatimos rồi, chém theo nhưng anh ta bị đánh hơi đau. Có đèn khò và có vẻ như Luna sẽ nằm thôi. Roger đang gặp nguy hiểm, lượng máu quá thấp. Và có vẻ như là cú team fight vừa rồi đến từ bên phía Na'Vi là không thành công. Nào, BKB không còn, nhưng có stick, anh ta không nằm với theo vào người của Doom. Vậy là 2 đổi 1. Sao Nick cắn đau đấy nhỉ, anh ta có sát không? Không, không có sát. Nhưng mà cái lượng đam đến từ Nick Asin cũng như là ulti của CM là đủ để có thể lấy mạng của Lycan. Mặc dù trông vào hơi sâu. Cái pha đó là mặt của Ibert trông rất là hầm hố. Kiểu vào đi em ơi, vào đi như rapper luôn. Đúng. Nói liên tục. Nhưng mà lại không thành công. Chậm lại một chút đến từ Na'Vi khi mà họ vừa mất đi cái chính của mình và sẽ có thêm thời gian để cho các thành viên bên phía Unique Farm. Và Luna thì cũng đã lên bảng đếm số, thành ra không có lãi dành cho Unique đâu. Ở đây thì muốn solo kill đến từ anh chàng Ongoing Wanna Fly đã thành công rồi, nhưng câu chuyện là có về được hay không đây. Đã sờ tăn thì thôi, Big 5 không còn gì để giữ chân. Còn Nick Asin chưa có cho mình gậy lốc. Những cái rune thì có vẻ như bên phía Unique đang làm tốt hơn một chút thôi. Lượng tiền chênh lệch cũng chỉ là 400. 9 dành cho Unique và 7 dành cho Na'Vi. Một cái smoke và để xem là Na'Vi có thể làm gì. Họ đi đâu đây? Ra mít thôi. Caustic đang đứng hơi cao. Roger có thể có một cú hack cực kỳ nhanh. Nào, Big 5, vị trí này là hơi xấu này, Big 5. Hack trước và sách cụ sau. Đơn giản. Một counter cứng vào người Nick Assassin. Nghèo quá, anh ta cách cái gậy lốc rất là xa. Dù sao thì ít ra là Luna về được. Vâng, chỉ có một con Nick Assassin phải nằm xuống thôi. Em đang không thấy ai lựa chọn đó là một cái AC cả. Họ đang bỏ qua một item giúp cho cái lab sở thú này mạnh thêm. Nhưng mà thực ra là BKB cũng ổn dành cho Lycan mà. Rồi hack được vào và lại là chói thôi. Ô, Roger cú đào. À hết mana. Ôi, đáng tiếc nhưng mà giờ thì Pikachu hết cho mình đó là cái đầy off rồi. Và đằng gì theo đấy thì bên phía Ibert vào một chép. Rồi, tạm biệt Pikachu. Wow, thật sự nó pha đấy. Roger anh ta không có vision đâu nha. Một pha cắm ulti lấy sai nó thật sự là tinh tế đấy. Rõ ràng không có vision. Bên phía của Na'Vi không có mắt ở trên đồi. Nhưng mà anh chàng Roger anh ta đoán rằng bắc ở trong đó và cắm rắn ra để lấy sai và nhanh tay hết cái con bắc này lại. Rất quyết đoán. Bao giờ Luna mới farm kịp nhanh đây. Đối phương đang rất giàu rồi. Một con Roshan free dành cho bên phía team Na'Vi. Tốc độ ăn là rất nhanh với cái đàn đệ của Lycan cũng như là Beastmaster. Luna thì anh ta sắp sửa có cho mình món đồ đầu tiên rồi, cái Manta. Ít ra là với Manta thì khả năng clear đi cái dàn đệ của Na'Vi nó sẽ đỡ hơn một tí. Hai con bóng đánh kèm vào. Và là tìm một. Được hai người cộng sự hỗ trợ. Nhưng mà có khi là chết cả ba này. Roger đang di chuyển đến. Rất bình tĩnh đến từ Roger. Sẽ là một cú hack thôi, nhưng mà hack ai? Vâng, anh ta quyết định hack vào người của đó là... Vâng, hack CM để phá đi cho mình cái Fishing View. Và sẽ là hai mạng nằm xuống đến từ Unique. Big 5 còn ở đây và có gì giữ chân hay không? Ibert không hề có stun của Centaur. Và vị trí của Big 5 lộ rồi. Một chém này. Tạm biệt Big 5. Chết cả ba. Và họ chỉ lấy được mạng của Phượng Hoàng thôi. Không thể combat ở thời điểm hiện tại. Còn cái quyết định mà Luna tung ra cả ulti để lấy mạng của anh chàng Phương Nick thì mình cũng hợp lý.
Bởi nếu mà dồn đam không đủ thì chắc chắn là cái con phượng này nó sẽ ấp được quả trứng. Lúc đấy thì Nick Asin thì đã sờ tan rồi, thành ra là không còn quá nhiều disable. Thêm một chút mini sờ tan đến từ cái beam thôi. Cái đám băng của CM thì con phượng nó vẫn ấp trứng được. Thế nên là ulti luôn, quyết đoán là tốt. Mỗi tội là sau đó nó không lùi về được thôi. Thì một các thành viên bên phía Na'Vi đã di chuyển ra, đã hoàn thành BKB và bây giờ Vitoon mới hướng đến cho mình một cái AC lên đồ rất chắc. Doom thì đã có Siva rồi. Thế thì sau cái Siva này thì em cảm giác là Doom không có một cái lựa chọn nào hay cả. Blink à? Blink hợp cũng được. Blink Sergeant. Blink Sergeant vừa combat vừa Siva vừa Blink Sergeant thì slow rất là nặng. Ui dồi, slow siêu luôn đấy. Thật sự thì Unix thì họ tự tin quá. Anh nghĩ là gặp Na'Vi thì OG các thứ còn không dám thả Doom. Mà mấy ông Unix này dám thả Doom cho Ibert thì... Không, tại nghĩ là meta mới. Meta mới, nhưng mà thực ra meta có thay đổi đâu. Chăm hay không bằng tay quen. Đúng. Thì cứ quen tay con nào thì cứ chơi con đấy rồi. Bây giờ kể cả là patch mới tôi vẫn chơi con cũ, kệ tôi. Rồi xong rồi, Paladin 1. Vị trí là đã lộ. Và tầm này ăn một roll thôi là chết. Có khi không cần roll. Bây giờ ông kia làm gì có BKB đâu. Cứ dí theo thôi. Dí theo thôi. Về kiểu gì. Chúng ta nhìn được cái vision của Paladin 1 nhưng xong rồi. À lừa với chúng tôi này. Lừa với chúng tôi này. Nhìn mặt Roger có vẻ là dễ quá. Ôi lâu lắm rồi em mới được nhìn vào Roger anh ạ. Hôm qua thì lúc anh cắt với Khánh thì Khánh nó cũng sàng sẻ em một tí. Nó kêu là em chơi AD của anh rồi. Và anh đối sinh ra là đúng là chỉ chơi LC. Đã đánh AD rồi, pick Sven rồi. Vẫn lấy skill LC. Không có skill gì để pick vẫn cả. Vẫn thổi kèn. Vẫn gọi là đánh đáp bờ. Thì nó cứ bảo là chơi cả sếp Nora cả sếp ối. Chán. Thôi, thôi anh ạ. Khánh thì nó mệt cả ngày rồi. Đến lúc đánh Dota thì nó kém nó đúng. Cũng đỡ à? Ừ, có ra cái gì đâu. Mình chỉ cho những cái hay thì lại không học. Bao nhiêu cái kém cái dở toàn học anh Long anh ạ, chán lắm. Đúng là về dưới trường anh Long là toàn học mấy cái kém thôi. Đến cả Matt còn bảo thằng này chắc chắn Munich mà. Nào bây giờ là Big Nam. Ok. Giải vây một chút bằng cái stun nhưng mà cái đen kho này thì hơi khó. Nếu mà anh ta đã sử dụng cái phản áp trước rồi là thôi, không có gì để phản lại cái đen kho cả. Trận này thì tôi cũng không chê trách gì Nick Asin được. Bởi vì một game đấu mà con Lacan nó có cái bốc ba từ quá sớm thì Nick Asin rất là phế. Gần như là mất đi cái ulti rồi. Và con bát kiểu gì cũng sẽ bị lộ sai thôi. Không trách được. Nick Asin cũng là một hero D-Land rất là yếu. Đối phương thì là Lacan. Bây giờ Lacan mắc cho mình cái bát ship vào thì hồi máu thì Nick Asin đấm chắc là đúng là không mất máu. Khó quá. Hôm nay ở trong văn phòng có một gọi là Tam Hoàng chơi Dota. Đối anh đoán được ba người chơi Dota tệ nhất văn phòng. Khó đấy, chắc là có Khánh là chắc chắn rồi. Không. Chắc không có Khánh à? Thế thì Cường hỏi. Trời ơi, đoán trúng ngay một người. Một người. Ba người chơi cùng với nhau chơi AD. Xong cứ chửi nhau. Chỉ bét lên. Xong lại thua. Ai nữa? Khó quá. Mà thôi bán quay trở lại một trận đấu. Tí anh sẽ đoán rất xa. Ok. Cường hói đi chuẩn rồi. Người già, tay chậm. Ai bớt mất cho mình nửa cây. Họ vẫn chưa tìm được đường lên high ground khi đối phương có khá là Nick nhiều ơi. Clear. Ông Nick này. Thì cả xin bị hack rồi và thế là chết thôi nhờ. Một chém bật được kịp phản đam nhưng vẫn chả để làm gì cả. Không hề chắc có sai chi hay không. Và xe ba cố gắng sống sót cho đối phương có một cái black kick bar. Vẫn là chạy được thôi. Ai bớt sâu vàng đồng đội đâu rồi. Lùi tí. Đồng đội chưa đến. Giờ có một đứa coi nhưng mà chỉ dính mình Phoenix thôi. Không được đẹp cho lắm. Đàn rắn, đàn đệ đang cắn. Barak sắp vơ đến nơi rồi. Và có vẻ như kế hoạch phá những cái trụ, những cái nhà đến là Na'Vi vẫn là thành công. Có thành công hay không đây? Vẫn cờ lìa đi được đến từ bên phía Unix. Ok, một con CM khi mà sử dụng ulti thì anh ta sẽ được bonus lượng giáp rất là nhiều. Thành ra là Lycan cho dù có bật BKB thì không thể cắn chết được. Đúng. Vừa rồi thì mà là không có đẻ hơi vui thì quá. Yếu lắm. Thật sự là đúng là hơi vui quá đến từ bên phía Na'Vi. Nếu mà họ đánh chuẩn chỉ thì đã có cho mình cái rack ở mid rồi. Nhưng mà có lẽ là cũng không sao cả. Thì bây giờ cái lượng network chênh lệch nó vẫn là rất nhiều. Trận đấu này thì vẫn nằm trong tay của Na'Vi thôi.
Big 5 thì bây giờ không khác gì một con support số 5 cả. Người không có gì cả. Đi vào vị trí có book 3. Và đồng đội anh ta đang đến rồi. Đi Butter bị giữ chân lại và có lẽ là sẽ chết thôi. General nằm xuống. Khi mà có một cú chói từ xa đến bên phía Shadow Shaman. Vậy là người tiếp theo nằm sẽ là Roger. Unix đang có những cái tình huống phản công nhiệt liệt. Cắm bách nhẹ. Hai bớt. Nào, đối phương không còn mana, không còn máu. Có Stick sẽ là người đầu tiên mà nằm xuống. Tiếp theo sẽ là đây. Vì tôi không hề có cho mình đó là con chó. Em nghĩ là nếu mà Luna có thể drag game ra đủ lâu thì con Lycan nó sẽ không còn mạnh nữa. Không mạnh nữa. Đúng. Luna có đồ thì clear đàn đệ được. Nhanh cực. Ta chỉ khó nhất là phá đi rắn của con Shaman thôi. Đúng rồi. Chứ đệ Beatmaster cả mấy quyển book. Nhưng mà Luna này nó chưa đủ khỏe. Luna này mới chỉ có Manta này thì chưa có đổi cái BKB. Cũng may là Pikachu thì cũng lên một chút đam tay nên anh ta có thể hỗ trợ clear được. Nào bây giờ clear đàn đệ thật là nhanh. Đúng rồi. Đánh vào những con đệ đi, clear được hết rồi. Vitoon. Vitoon vẫn chảy cối ừ. Vitoon bị break. Vitoon cố gắng chạy đi. Ok. Nhưng mà Ibert, em thấy là cái sức mạnh của Na'Vi hiện tại nó đang giảm dần này. Họ đang yếu dần đi. Na'Vi Dota thực dụng thế nhở. Và Unix họ có cửa để lật trong trận đấu này. Vâng, cái gì mà Na'Vi bật cả BKB chỉ để phá rách thôi. Cái lối Dota quá thực dụng. Chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi phá nhà. Và nếu mà cứ làm vào OD như vậy thì rất có thể Na'Vi sẽ bị lật ngược này. Tại vì hiện tại họ đang không đi farm. Họ quá nôn nóng cho cái việc là có thể put vỡ những cái nhà, những cái trụ. Luna đang mạnh dần lên rồi. Em không thích lắm cái BKB này đấy anh ạ. Thực ra thì nếu mà đánh vẫn với Lycan thì nên đóng một cái Butterfly. Anh nghĩ là vẫn cần. Bây giờ ít nhất là cũng phải chống lại cái con Shaman. Chứ để Shaman hack nó chói lại thì là phế. Không bị hack, không bị chói. Bật BKB thì đúng là vẫn bị rô. Nhưng mà cái thời gian rô nó sẽ không bằng cái việc bị hack, bị chói lại. Nào. Vẫn cần BKB. Sau BKB thì đúng là Butterfly là lựa chọn hợp lý. Đánh với những sở thú gaming, sở thú đánh với những hero có nhiều unit thì Butterfly là tốt nhất. Trong vừa rồi là bảng so sánh giữa Lycan với cả Luna, nhìn chúng ta có thể thấy là Lycan nhìn hơn Netgood là một phần nhiều đó, cái việc anh ta ăn được nhiều mạng, 7 mạng liền. Trong khi đó Luna tôi nhìn kỹ hình như là chỉ được một mạng hay sao ấy, mới được một mạng thôi. Bắt đầu có những item tier 3 rồi. Titan Sliver, Quickening Charm. Khánh danh gì á? Khánh danh Legend hay sao ạ? Đâu, hôm trước nó bật cho quả nick Divine 1 anh ạ, lừa hết. Divine 1 lừa. Thật lừa. Khánh Divine 1 thì là mua nick rồi. Chắc chắn. Khánh Legend thôi. Nhưng mà thực ra là Khánh thì là cắt từ đọc combat anh em ạ, nên là cũng không quá quan trọng. Nó chỉ cần gọi là biết Dota vậy vậy là được rồi. Xem nhiều biết đọc có bát là được. Đúng. Không phải analyst đâu. Bỏ. Sẽ là bỏ con Roshan này đến từ bên phía Unix. Và Na'Vi họ có cho mình cả Chi cũng như là một cái Aegis nữa. Có bạn Lương Tín Đạt đang hỏi là tí anh có bay rank không. Hôm nay lịch khá là dày. Muốn bay rank cũng phải với cả phải sau trận cuối. Cuối tuần thì mong anh em nên gọi là tha cho bọn tôi. Tại vì cuối tuần là ngày nào cũng 3-4 trận. Đấy. À, thế à? Nên là mong các bạn thả cho bọn mình nghỉ tí đầu tuần. Thật ra thì vật chất quyết định ý thức anh em ạ. Nên là bây giờ anh em phải kiểu đấy, 500k, 5 lốp hay là một chai gì đấy. Ừ, một hai. Thấy chưa? Roger đánh rất là quyết đoán. Đúng. Anh ta nghĩ rằng có người ở trong đấy là anh ta sẵn sàng cắm rắn để lấy cho mình vision luôn. Mặc dù có thể là hên xui. Hên xui. Cũng một phần là do cái việc cũng là đang thắng rồi. Cũng không hề thua. Mà lúc đấy là cũng có một con chim của Beatmaster hỗ trợ nữa. Ok, thế thì pha đấy nhưng thì mà cũng không, ơi, không kinh lắm. Em vừa nhớ ra là vật chất quyết định ý thức, nhưng mà vật chất của anh thì cũng thành vật chất của chị Thu. Thì ít ra là bây giờ đưa tiền về cho vợ đi. Ờ, đúng mình, không? Mình xin thì còn cho. Tiền của vợ thì cũng là tiền của mình mà. Không, tiền của vợ là tiền của vợ. Mà tiền của mình thì là tiền của vợ. Thế mình cần thì phải xin. Thế cái gì là của mình? Thì mình vẫn là của mình. Người mình thì vẫn là của mình. Cái gì mình làm ra thì là của vợ. Nhưng mà em thấy là phải giấu kỹ, giấu kỹ tí. Cũng tạo với cái VNPay với cả đấy, VNPay với cả xong, tôi còn để trong đấy đúng không? Tôi còn để cả vào ViettelPay và anh em biết là đấy. Bây giờ lại còn quả giấu vào mấy cái ví điện tử kiểu không ai dùng ấy. VNPay, ViettelPay. À đâu, hình như cái đấy gọi là cái không phải ViettelPay. Có ViettelPay. À, có. Anh đóng tiền bạc bằng cái ViettelPay mà. À, bỏ mẹ ngu thế nhở.
Giờ là công ty của Doom rồi. Siva lên chém cho mình Infernal Blade ra. Và tạm biệt Luna. Tiếp theo sẽ bị chính Galaxy và thôi hai người đập xuống đến Unix và không có ai để có thể đép cái barrack này cả. Salman vào hơi sâu với anh ta. Ui, vẫn kịp cắn một cái magic wand lên nhưng vẫn chết rồi. Chết. Nào 1 đổi 2 back ra luôn đến bên phía anh chàng Salman. Anh ta muốn chơi ư? Hừ ôi nhìn nhưng mà có vẻ như là bên phía Navi có thể sẽ thành công. Nào bây giờ Mai được bật lên rồi. Ghostek đang cắn khá đau đây. Ừ, có thể phòng thủ lại không? Có vẻ như là Super Ma này khá đẹp. Nó stun khoảng tầm 1 người, 2 người. Pikachu né được. Và giờ thì sao? Sunrise được bật lên, Siva bật lên. Rất nhiều thứ AOE đến từ bên phía team Navi. Và Unix hết thứ để chơi rồi. Họ không có gì cả. Một con bug trong tay Pikachu không đủ để có thể đẹp. Và chiến thắng thì Navi đang ở rất gần. Có lẽ sẽ là chiến thắng thôi. Khi mà Luna thì anh ta vẫn chưa sống dậy. Ít nhất là hai rack nhưng mà đã có côn gì rồi. Rồi, chiến thắng rất là tuyệt vời dành cho Navi.